Vâng, và xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Tiki. Ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng với các bác. Đây là một cái cấu hình combo karaoke gồm 3 thiết bị đẩy X7 DAC, đôi loa full V12 và một chiếc loa trầm Super 30 mang phiên bản VK 2021. Và em giới thiệu luôn, đây là ba cái sản phẩm mang thương hiệu WeWood. Và ngày hôm nay thì em đã lên và phối ghép vào một làm thành tạo thành một cái cấu hình combo karaoke. Và cái cấu hình combo karaoke này chỉ với giá 21 triệu đồng. Và các bác có thể nhìn thấy ở bên trên là một chiếc mic không dây. Bên em sẽ, đây là sản phẩm bên em sẽ tặng kèm với tất cả các bác mua nguyên bộ combo như thế này. Hoặc các bác có thể mua mình đẩy và đôi loa full em vẫn tặng mic. Và giá của cấu hình gồm đẩy và loa full sẽ là 16.500.000 đồng. Vâng, như các bác biết thì cái dòng loa full là một trong một cái dòng loa duy nhất, và cái dòng đấy là dòng loa chuyên dụng nhất để phục vụ hát karaoke. Và cái dòng loa này thì đã được áp dụng rất nhiều ở trong những cái quán karaoke kinh doanh, cũng như là rất là nhiều những anh em làm sự kiện chuyên nghiệp để dùng. Chính vì cái sự chịu tải cũng như là cái sự dã chiến trong một thời gian rất là dài, sẽ không bao giờ có bất cứ một cái trục trặc gì ảnh hưởng đến loa, ngoại trừ những cái tác động bên ngoài như là ngập nước, hay là không may dính nước, hoặc là có thể chập cháy là do nguồn điện. Thì đối với phiên bản loa full thì em dám tự tin khẳng định với các bác, đây là một cái dòng loa dã chiến nhất, và đây chính là cái dòng loa chuyên dụng nhất đối với những cái bác có nhu cầu hát karaoke. Và chính vì vậy, trong ngày hôm qua thì bên em đã có một cái video review chi tiết về sản phẩm. Đây là một sản phẩm mới cập bến của về với Tiki Audio cách đây có 2 ngày, và ngày hôm qua thì em mới bắt đầu là đăng clip lên để giới thiệu cho các bác. Vâng, em sẽ đi vào sát một chút để giới thiệu cho các bác. Với thiết kế của đôi loa full V12 này thì nó rất là tương đồng, nó cũng không có vấn đề, nó không khác một chút gì so với tất cả những cái chiếc loa full khác. Nhưng cái bên trong, những cái mà nó mang lại thì đây mới là một cái điểm nổi bật. Với dòng loa full bass 30 mà công suất nó có thể mang đến là 700W, thì đối với tất cả những cái dòng loa full trên thị trường thì em nghĩ là sẽ không có cái dòng loa nào mà đạt được cái công suất 700W đối với cái dòng loa full bass 30 cả. Và đây là một cái điểm nổi bật, rất là nổi bật của thương hiệu WeWood đã đem đến cho chúng ta. Vâng, và tiếp theo bên dưới là một chiếc đẩy X7 DAC. Đây là một dòng đẩy liền vang được tích hợp đầu giải mã, bên em đã bán từ rất lâu, và đây là một trong những cái sản phẩm, những cái mặt hàng mà mang lại doanh thu lớn nhất cho cửa hàng. Không biết bao nhiêu chiếc đẩy X7 DAC đã về với các bác rồi. Đây là một dòng đẩy liền vang rất là thông dụng, rất dễ dùng, thiết kế cực đẹp, mang trong mình rất nhiều cái tính năng công nghệ. Vâng, ngay bên dưới các bác, đây là chiếc loa Super WeWood VK2021. Đây là một phiên bản Super điện Bass 30 giá rẻ, giá chỉ với 4.500.000 đồng. Và đây là một cái lựa chọn của rất là nhiều bác đã tin tưởng, tin dùng và sử dụng cho cái không gian nghe nhạc của mình đối với những cái bộ dàn thiếu loa bass. Và đối với những cái bộ dàn chuyên dụng để hát karaoke thì loa bass nó thực sự là nó hỗ trợ rất nhiều. Nó là một cái sản phẩm mà hỗ trợ, nhưng đa số các bác sử dụng dàn hát karaoke này sử dụng
Tại vì nếu như mà chúng ta hát mà nó sẽ không có loa trầm thì thứ nhất nhạc nghe nó sẽ không được căng, lại không được lan tỏa hết khán phòng. Và thứ hai nữa là cái tiếng hát của mình nó sẽ không ấm. Vâng, và đây là một trong những cái cấu hình loa full mà theo em nghĩ là giá cực kỳ hợp lý đối với ba thiết bị đẩy X7, loa trầm Quickwood 2021 và đôi loa full V12. Thì với một cái giá 21 triệu, đây là một cái giá cực kỳ hợp lý đối với tất cả những cái bác yêu âm nhạc. Và cái sản phẩm đi kèm là một đôi mic Bose, bên em tặng kèm, cùng với đó là tặng kèm các bác dây dẫn, rồi tất cả những cái dây kết nối, dây thiết bị. Nếu như các bác ở trong cái bán kính 80 km so với cửa hàng bên em thì bên em miễn phí hoàn toàn chi phí vận chuyển và đến lắp đặt tại nhà đối với các bác. Còn nếu như các bác ở xa đã tin tưởng Tiki, đặt hàng Tiki thì bên em sẽ free ship cho các bác tất tần tật, những cái khuyến mại rất là ok. Và đấy là một trong những cái điểm mạnh trong cái vấn đề phục vụ cũng như là tri ân khách hàng. Và trước khi test hàng thì xin mời các bác hãy nghe, thưởng thức và cân nhắc để có thể sở hữu cho mình một cái bộ dàn karaoke với đôi loa full V12, một trong những cái cấu hình combo karaoke có loa full mà giá rẻ như thế này. Và mọi cái thắc mắc cũng như là những cái điều còn lăn tăn về sản phẩm thì các bác có thể gọi điện cho bên em theo cái số hotline em đang để dưới màn hình, hoặc có thể đến tận cửa hàng bên em để có thể nghe, trải nghiệm. Và sau đây thì em sẽ bật một bài karaoke, em sẽ hát luôn để cho các bác nghe cái chất âm. Với cái đôi loa full này thì nó thật sự là nó thể hiện những cái bản nhạc mạnh, những cái bản nhạc điện tử cực kỳ tuyệt vời. Chính vì vậy hôm nay em sẽ hát một bài karaoke hot trong thời gian cũng tương đối lâu rồi. Bài hát này là bài... Ok, để em chọn em hát cho các bác. Cây vàng non karaoke. Cây vàng non karaoke. Vâng, và sau đây thì em sẽ hát bài hát Vì Anh Thương Em để gửi tặng các bác, cũng như là để cho các bác nghe được cái chất âm của cái bộ combo karaoke này nó mang lại. Và em hát bằng mic khuyến mại cho các bác nhé. Đây ạ. Từng hạt mưa đã gọi tên, anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng của phòng. Đâu đã cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng giọt mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá vàng. Em nên xin không hỡi em, vì anh thương em như thương cây vàng non, cây nhớ ai làm sao nói được, vì anh thương em như thương hạt mưa dài vỡ rồi mà khó được đâu. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã
từng hạt mưa đã gọi tên anh bằng thấy thương cây bằng thương chia bóng và vừa rồi là bài hát Vì Anh Thương Em. Các bác có thấy giống đang hát ở trong phòng karaoke không ạ? Vâng ạ, và mọi thông tin mua sắm thì các bác hãy vui lòng gọi điện qua số điện thoại em đang để ở dưới màn hình, hoặc có thể qua trực tiếp tại địa chỉ bên em, địa chỉ số 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, để chúng ta có thể trực tiếp theo dõi, trực tiếp mà test và có thể chiêm ngưỡng hoặc là thưởng thức tất cả những cái thế mạnh hoặc là những cái điểm nổi bật mà những cái sản phẩm bên em đã từng giới thiệu mang lại, và chúng ta có thể giao lưu hoặc có thể sở hữu cho mình một cái sản phẩm nào đấy ưng ý, nó phù hợp với tất cả những cái nhu cầu nghe nhạc cũng như chơi nhạc của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều, và hẹn gặp lại các bác ở một những video lần sau. Xin cảm ơn các bác.